Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ là từ 16 đến 32 độ, vùng núi cao từ 14 đến 23 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Cụ thể, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ là từ 16 đến 26 độ và độ ẩm ở đây là từ 50 đến 90%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ là từ 16 đến 32 độ và độ ẩm là từ 50 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ thì nhiệt độ là từ 14 đến 23 độ và độ ẩm ở đây cũng từ 50 đến 95%. Còn tại Than Uyên thì nhiệt độ ở đây phổ biến từ 18 đến 30 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ có vẻ là nhỉnh hơn một xíu là từ 16 đến 32 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Còn tại Tam Đường thì nhiệt độ là từ 18 đến 30 độ, độ ẩm ở đây cũng chỉ từ 50 đến 95%. Khu vực Tân Uyên thì nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ, độ ẩm ở đây là từ 50 đến 95%. Vâng thưa quý vị, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân nên là quý vị cần chú ý. Vâng, trên đây là dự báo chi tiết về bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.